Cười con nói, rồi, nói okay. Không mệt là xạo không nhưng mà vui quá quên mệt rồi xong rồi ba tắm rồi đó điện thoại của người ta hỏi qua vậy của thiết sang à, chủ lưng cũng là bước vô rồi cô chú chị ơi bước vô à đang là chụp với fan à, dạ xong cho chị nghỉ thôi kệ té một quyền vô hết lượt đứng bên này qua bên này bớt rồi vô hết đi cho chị nghe luôn. Sáng sáng vô ăn mấy giàu rồi vô hết đi. Vô hết đi, vô hết đi. Vô hết đi. Mấy giàu. Mày đừng có mày vô luôn đi, mày vô luôn đi. Vô hết luôn đi. Vô đi. Khoan khoan à. Chút nữa ai thay ra cho Hà với lại Mi vô. Để ai ấy không muốn chụp con để chụp cho. Em mới chụp giùm chị đi. 3 2 3 rồi. Rồi mi vô. À, em chụp cho cái vô. Hà chụp tấm đi. À chú vô đi. Rồi. Tin lớn quá đó. Dạ mấy Hà đưa máy đi. Cảm ơn em. Rồi. Mở đèn đây, Hà chụp cho Hà. Đưa cái máy. Không lăn ra. Không lăn đầu lên đây luôn cho người ta chụp giùm. Em mở đèn á.
Dạ ai nha. Muốn vô tim Ngọc Quyền thì chụp vô, chụp luôn nha. Đó, cười nha, 2, 3, 3. Thảo ơi. 1, 2, 3, cười tươi nha. 2, 3. Rồi. Rồi, khán giả rồi, 1, 2, 3, cảm ơn fan Ngọc Quyền nha. 1, 2, 3, cảm ơn fan Ngọc Quyền. Dạ dạ. Rồi thôi chị, một tấm này thôi chứ chị Quyền được vô nha, chị đứng đúng lắm rồi. Đúng rồi. Chị Quyền sẽ gần quá. Chị Quyền mà chụp hình tí nữa là sầm nụ luôn. Rồi chị đứng yên, tấm yên chị, tấm yên cho chị. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Đó, em thấy là cái phần mà đội cái đó quá nặng lắm, nặng lắm cả nhà. Chưa kịp tập sinh nữa, rất là nặng, mồ đồ nữa. Cảm ơn các em. Đó đứng mình chị, đứng mình tắm đẹp cho em đi luôn hả? Ở một mình. Chứ hai cái bà đạo thiền của trung tâm. Để lại phía đó chị ha. Đưa bé hàng gửi đi cái nào. Đẹp nha. Ảo mà không đẹp là giận á. Nè, xiên. Chụp lẹ lên đi nè cho con phòng đẹp. Chú vô, chú vô, nó chụp kìa, chú vô. Lẹ đi. Nhảy vô mà. Đã già đi nhảy vô. Dạ dạ, nhảy vô rồi, em đi cho tôi đi nè. Chạy vô nãy giờ chụp nhiều luôn á, để cho mà chị nó chụp mờ đi. Hết rồi, không còn kìa. Cái chụp tấm luôn vậy. Trời chụp cho nó thôi, đừng la, đừng la, ai muốn chụp thì chụp, đang còn có đồ đẹp không? Tắm đi nè, bị tắt luôn, chụp xong rồi tắt đi. Chụp canh đàng hoàng, đừng lung tay nó mờ nữa. Chị để nhanh chụp hình nhớ đỡ chị Huyền nha. Chị cũng mệt lắm rồi cả nhà. Chị mệt lắm rồi đó. Mệt rồi, mệt rồi. Rồi, đuối rồi, đuối rồi. Đuối rồi, đuối rồi. Đuối dữ lắm rồi. Chị nhảy sẵn rồi, nhảy sẵn. Em chưa chọc luôn á. Vậy hả? Cho bà quay quay luôn nè. Dạy có chị Quyền đi. Dạy có chị Quyền đi. Con nhỏ này bán ghét tắm chứ. Bọn chen nữa. Tao không muốn chụp mày xuống xíu nào luôn á. Dạy cứu chị Quyền đi. Dạy cứu chị Quyền. Thôi quá rồi, cho đổi con nhỏ. Rồi, cái này chị Quyền yêu cầu nha cả nhà. Hà đó chị chụp cho tao cho bé Hà. Giải cứu chị Quê, giải cứu chị Quê. Mày không chụp tao giận mày á. Ờ vậy chị chứ chụp mà không một tiếng luôn chị. Chị yêu cầu đó nha. Quê vô luôn. Chị Huyền vô cả nhà. Chị chụp cho chị nha. Vô vô thôi chị Quê em về nha. Chị đi cho chị Quê. Chị ơi, đưa bông ra đây. Chị ơi, đưa bông ra đây. Chị ơi, bây giờ mình quay lại cái tàn cảnh đi. Này là khu vui diễn. Ôi bóng quá trời luôn à chú. Wow, sắp mệt xỉu. Đây là một buổi show cải lương là thành công của Tiểu Tú Học Huyền cũng như là nghệ sĩ Vũ Linh, Vũ Luân. Đó. Linh, cũng như là chú Linh Tâm nè. Giờ cũng ra về cả nhà. Bây giờ cũng 1 giờ sáng rồi, nó phải sớm rồi cái gì. Tôi ra xe lúc 2 giờ mà giờ 1 giờ còn đây. Để chị nước em đi. Về An Giang thôi chú Hòa. Về An Giang với con thôi dạ. Wow, chị ở An Giang luôn. Con đặt vé mà 2 giờ đó. Vé, nó tổng vé phụ cho. Đây, đây, đây. Đây là chỗ nghệ sĩ hay đồ xong. Hôm qua vậy? Chưa hay đồ xong cả nhà. Chưa hay đồ xong.